cài. Vì từng câu anh nói như mưa còn vào gió tài. 1, 2, 3, đợi ngày mai kể anh check. Sẽ lưu đi cho em yêu để em flex. One of a kind, chúng nó không thể làm fake. Yeah, I'm gonna be your top star như là Drake. Yeah, nếu mà thấy anh không phụ nó là bằng desk, hoặc đang thức chặt để anh đưa qua mấy cành nét. Nếu mà thấy anh hay ngào, mấy em cặp tôi to the downtown. Chắc chắn đấy là I get. Các em nói anh ngây thơ đấy là bản chất. Có chọc mấy kỳ email để anh sản xuất. Nhiều lần đặt từng đu theo, giết trên TV, TVL. Nhưng hóa ra đi mà sao là đơn giản nhất. Mấy em nhưng nhìn thích mang Gucci. Tiếp nó cắt heo đến từ Chanel. Sáng ăn heo thì còn một LV. Thế nhưng mà tàn anh thì lại fail. Cứ mỗi khi anh đi show không biết do đâu. Mấy cô em call me now lại cứ follow. Check Insta ra cái tích, xanh lại cô tích tích. Anh ta xinh mà thôi anh không cho đâu. Mà kể chuyện ai đúng và ai sai. Mấy thằng pop up lab, it's my vibe. Cuộc đời trong đó là funny moment. Cuộc đời của anh đây là highlight. Nếu thích nói chuyện thì mình lái dài. Còn muốn dễ đợi thì thôi bye bye. Họ muốn thấy anh dừng lại nhưng mà sorry. Anh chỉ thương anh vì die trying. Bruh, đừng chịu đến anh mà đó là spotlight. Nơi anh rời biến vùng đất gọi là Northside. Các em đã nên anh vì anh là hot guy. Vì từng câu anh nói như ngọt ngào và gió tài. 1, 2, 3, đưa cái mic để anh check. San Luis cho em yêu để em flex. One of a kind, chúng nó không thể làm fake. Yeah, I'm gonna be a pop star như là Drake. Thong thả trong cái phong tay được cái đẹp trai nhưng không phải dùng để đông gái. Có beat thì lại rõ lên king, giải flow chắc chắn là em phải wow. Bí mật đây là cái vị chất, là phải có tai và đôi khi là một tí tật. Remember OSAD, rap game này thiếu anh thì đúng là phi thật. Nếu muốn xem cho anh làm nhạc là sang break đi. Nhưng cái điều đầu tiên là em phải sexy yo. Câu thúc thời gian để bận tâm đến những chuyện vô ích. Và nếu như có đi đích toxic thì tốt nhất là phải cách ly. Gửi lời chào đến mấy thằng fake G next đi. Flow mà nên mày phải thích nghi. Thoải mái cái tư duy một tí là mày sẽ được thấy cuộc đời này khác đi. Mặc kệ chuyện ai đúng và ai sai. Mấy thằng thoát tắt lạc, it's my vibe. Cuộc đời chúng nó là funny moment. Còn cái của anh ấy là highlight. Nếu thích nói trước thì mình lái dài. Còn muốn dễ đợi thì thôi bye bye. Họ muốn thấy anh dừng lại nhưng mà sorry. Anh chỉ dừng lại vì die trying. Bruh, em chịu đến anh và đó là spotlight. Nơi anh rời đến vùng đất gọi là Northside. Các em gắn đến anh vì anh là hot guy. Vì từng câu anh nói như mất mà gió tài. 1, 2, 3, đưa cái mic để anh check. San Luis cho em yêu để em flex. One of a kind, chúng nó.